Thưa quý vị và các bạn, dù đã được yêu cầu hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy theo nghị quyết số 176 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên, nhưng đến nay vẫn còn 12 trên 40 cơ sở chưa thực hiện khắc phục hoàn thiện theo nghị quyết này cũng như các văn bản chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tìm hiểu của các phóng viên thời sự tại 2 trong số 12 cơ sở này. Chợ Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, thường xuyên có trên 270 hộ kinh doanh. Trong đó, có khoảng 200 gian hàng kinh doanh theo hình thức ký ốt và 70 nhà ở kết hợp với kinh doanh. Với khu vực kinh doanh quần áo, đồ dễ cháy liền kề nhau như thế này, nguy cơ lây lan là rất cao nếu xảy ra cháy. Nhưng cả chợ đến nay vẫn chưa có lấy một họng nước chữa cháy và biện pháp khắc phục mới đây chỉ là thành lập tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy và yêu cầu các hộ mua bình chữa cháy. Cho đi học tập huấn, nhưng mà ban quản lý chợ bảo một số người thôi. Cháy thì là gọi bọn cháu này ra đấy. Thời gian qua thì công an đã tham mưu cho ủy ban xã tổ chức tập huấn đối với tất cả các hộ tiểu thương kinh doanh ở trong khu vực chợ Trương Xá đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy và đã vận động bà con tự mua bình chữa cháy để trang bị ở cái khu vực mình bán hàng. Và cuối tháng 8 và đầu tháng 9 sẽ triển khai xây dựng thứ nhất là cái bể nước phòng cháy chữa cháy, máy bơm, thiết bị phòng cháy và xây dựng lại dãy ký ốt phía Bắc. Còn đây là cửa hàng xăng dầu Quý Cao trên địa bàn thị trấn Khoái Châu. Trên diện tích đất 300m² nằm giữa khu dân cư, chủ cửa hàng vừa làm nhà ở, vừa làm cửa hàng kinh doanh đồ chơi, vừa làm cây xăng với 3 cột bơm, bồn chứa 10m³ cũng được bố trí trong khuôn viên này, thậm chí ngay cạnh bếp của gia đình. Thiết bị chữa cháy chỉ vẻn vẹn có bình và quả cầu chữa cháy. Dù đã được yêu cầu khắc phục hoàn thiện hệ thống phòng cháy theo quy định và chuyển mục đích, loại hình kinh doanh, nhưng đến nay cây xăng vẫn hoạt động bình thường. Bây giờ chúng tôi không đủ điều kiện để mà chỉ chuyển. Tất cả các đầu vốn chúng tôi có thể dồn hết vào các cây xăng rồi. Các cơ sở ban ngành xem có biện pháp nào giúp đỡ các cơ sở để khắc phục. Chứ còn bây giờ tôi làm có trên 20 năm, đấy chưa có điều gì xảy ra. Đây là hai trong số 12 cơ sở vừa bị Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt và yêu cầu tiếp tục khắc phục hoàn thiện hệ thống phòng cháy chữa cháy theo nghị quyết số 176 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác khắc phục sẽ còn chuyển biến chậm trong khi nguy cơ cháy nổ luôn rình rập, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là trong thời điểm nắng nóng kéo dài.